Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể hãy click quảng cáo để thêm cho mình nhé. Ở đây thì mình đang sắp sang được cái nhiệm vụ tiếp theo rồi. Chúng ta sẽ cần phải click food tiếp theo thôi. Từ từ, lấy hết food đã. Không được bất kỳ cái nào nhá. Cái nhiệm vụ này đợi hơi lâu. Chúng ta sẽ cần chiến đấu 2 trận nữa. Nhiệm vụ cuối thì mình sẽ dùng game để skip qua nha. Độ hiếm này là Heroic này. Element không cần phải Element. Con này hiện tại vẫn đang ở cấp độ B cộng. Nó sẽ cần phải đánh lên cấp độ đó chính là A ngay bây giờ. Con gì đây? Wow. À con này đấy ạ. Nó là một cái cỗ máy. Nó là một cái cỗ máy bắn thỏ nha anh em. Cái hí gọi là cái gì nhỉ? Máy bắn đá. Con rồng cá sấu bắn con thỏ này. Ngày xưa mình có một lần tí có con này. Hơi đáng tiếc là không có. Wow, 6 tiếng à. Ây chà chà chà. Mình có một lần quay số đúng không anh em? Được đấy, mình sẽ tiếp tục dùng quay số đi cho nhanh. Thức ăn chúng ta sẽ không lấy thêm nữa à? Guess item bằng cái cách là collecting food mà. Cái này chắc phải được chứ nhỉ? Dragon City Gui. Ở bên này là có chứ nhỉ? Tại sao lại không ra ta? Heroic Super Hero. Đây. Chúng ta đang ở lab mấy nhỉ? Chẳng lẽ phải đợi hồi chăng? Không chứ, cái này chắc chắn nó không phải hồi rồi. Tại sao mình không được bất kỳ một cái cục thức ăn nào à? Đen thế chăng? Đấy rồi, được là được mà. Được một cục rồi anh em. Mới được có một cục, chúng ta còn thiếu tận đến 4 cục nữa cơ. Mình sẽ tìm luôn cái lab này, mình sẽ biết ngay là cần phải hồi hay không. Mình muốn ngay trong tập này mình sẽ lên được lab 11 này. Để ngày sáng ngày mai là chúng ta lên lab 12. Quáng đua lab 20 để nhận thêm op anh em ạ. 10 nhiệm vụ 10 nút 4 này. Nút 4 thì đâu? Cái này nút 5 rồi chứ. Hiện tại mình đang nút mấy? 50 đúng không? Lên lab 10 mà. Chính xác là lab 10 rồi. Lab 10 nào mà có thức ăn anh em? Để xem nào. Từ từ nha. PBB lắp 3 nốt 3 thì phải. Đây đúng rồi, món ăn. Món ăn không phải hồi mà, đúng không? Đây nó không phải hôm phải hồi mà. 13, chính xác là 13. Mình thiếu 2 cái nữa thôi là sẽ đủ rồi anh em. Đợi một tí. Cố lên nào. Chúng ta xong cái này nhanh thôi. Và mình sẽ không tốn game. Tại vì mình sẽ có một lần quay số nữa anh em ạ. Cái này 6 tiếng thì quá lâu. Nên quay đi thôi. 200% game này. Là có sự kiện mới thì phải. Chúng ta sẽ có sự kiện mới đây. Cái sự kiện cũ thì chúng ta sẽ không được ấy rồi. Không được cái con rồng kia. Tại vì nó bắt buộc phải nạp thẻ vào nha. Thì mới có thể lấy được nó. Nhân 10. Nhân 10 đó chính là những cái cục off thôi. Không có gì nhiều. Toàn off là off thôi. Ok, và đợi thức ăn đã. Thức ăn đợi lâu quá nhỉ. Bao giờ mình ra xong đây. Thức ăn quá lâu. À đúng rồi, sáng nay mình quên lấy thêm viên game. Quên mất. Chúng ta lại có 91 game. Bên này thì 200%. Nếu đối với nhau là làm task thì sẽ được. Cái này mình từng làm rồi. Và chắc chắn sẽ được anh em ạ. Một cục này, một cục nữa. Đùa. Cái này mình dùng game luôn cho nhanh này. Đếch gì, đợi lâu quá rồi. Free spin đấy anh em. Có nhiệm vụ 4 game thì phải thì được một cái này. Cũng được. Cái quan trọng là cái trên thôi. Đậu xanh. Cuối cùng vẫn phải mất 3 kèm anh em ạ. Nó lại cho cái phía dưới. Chịu luôn. À, cái này là phải cho thú ăn này. Và win quest này anh em. Rồi. Cho thú ăn này. Cho thú ăn thì win quest battle. Cái đấy lại phải dùng game rồi. Theo như những cái gì ta nghĩ là sẽ chắc chắn phải dùng game rồi anh em. Cho thú ăn ở đây thì mình sẽ có một số con rồng đây. Có một con quay à. Con Way Dragon. Dưới này thì sao? Cho dưới này mà dùng này. Cho nó gần. Và cái này nó quen mắt hơn. Có tất cả bao nhiêu con? Đây có hai con Terra nữa anh em ạ. Sẽ sao tự động cứ cho lên trên kia nhỉ? À trên kia hình như là mình đã nâng cấp xong được cái môi trường Terra rồi. Nên nó sẽ tự động chọn những cái môi trường gần nhất ấy. Để cho lên. Ok, và mình sẽ cho nó ăn lên này.
cho ăn đúng không? Cho ăn và làm quest. Một là cái này không cần phải hồi anh em ạ, làm thoải mái đi. 2 3 rồi. Nếu có 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Cho có 11 rồi anh em. Ở đây có thêm một số con nữa, hai con nữa. 12 này, 13 này. 13 cái này. 14 này, 15 này. 16 này, bao nhiêu cái nhỉ? Chưa đủ à? Nhiều thế rồi mà. Tưởng đủ rồi chứ. Để xem nào, bao nhiêu cái. Nó cần 17 cái đã đủ rồi này. Chúng ta vẫn đang ở top 1 nhá. Hy vọng sẽ có thêm quest để chúng ta phải làm trong này. Chắc là chỉ có một quest thôi. Theo như mình nghĩ, biết ngay mà. Nó sẽ có chỉ có một cái quest liên quan tới cái nhiệm vụ này. Legend Heroic. Cố gắng lên level 20 là trong cái sự kiện lần này là nó sẽ có hai con Heroic đấy. Rất là giá trị luôn. Phải nói như vậy. Chỉ là không có đủ thức ăn cho nó ăn lên thôi. 22.000 máu này. Tiếp tục là con Alexandra đây. Flaming Arrow lên. Chết mày đi. Severin 5k9 à. Black Hole. Hố đen vũ trụ 28.000. Yes. Rất tuyệt. Bây giờ mình dùng game. Chắc là dùng khoảng 3 game gì đó. 4 game cơ à? Ai chà chà. Chắc là dùng thôi. Đi cho nhanh này anh em. Bây giờ wow, breeding và hatching lại là một cái nhiệm vụ rất rất khó ở đây. Breeding 2 tera dĩ nhiên rồi. Hatching 4 và breeding 4 nè. Chúng ta tập trung hết sức để lên được cái lab 11 luôn nha anh em. Cố lên nào. Rồi. Bên này sao? Chúng ta sẽ phải đợi thôi. Không cách nào khác. Phải đợi rồi. Dọn dẹp sạch sẽ mấy cái chuồng đi. Đây rồi, xong luôn anh em ơi. Tôi cần một cành cây. Cho tôi một cành cây nào. Chưa cái nào đúng không? Nếu mà may mắn thì chúng ta sẽ làm xong được cái nhiệm vụ này nhanh thôi. Còn nếu mà đen đủi thì có khi phải rất là lâu nữa thì mới xong được cái nhiệm vụ này. Start breeding này, hai con này. Rồi mình sẽ dọn dẹp mấy con Terra phía dưới luôn, bán luôn. Chẳng em gì cả. Được rồi, Terra bên nào nhỉ? Bên này à? Ở đây, chuồng trước là rất là sạch sẽ luôn. Sẵn sàng để đón mấy con Terra này vào. Ok, ấn này cho nhanh này. Để tạm một con trên đấy đã. Bây giờ cho xuống dưới này cho đỡ cần phải ấn lên trên. Oh man, không được cái bất kỳ một cái cành cây với một cái bông hoa nào luôn đấy. Nhiệm vụ này không phải hồi anh em ơi. Vì thế chúng ta cần phải làm nhanh. Liệu rằng là hôm nay là chúng ta sẽ lên được lab 11 hay không? Và phần thưởng của chúng ta sẽ là nhân 10 luôn nha. Nhân 10 phần quà. Thật sự rất là đã luôn đấy. Ok, mình sẽ lấy vàng này. Xong rồi lại bán Terra đi này. Số 3 là số may mắn của chúng ta đấy. Nào, bán nốt cái con Terra trên đi. Ở đâu? Terra nó chạy đâu mất rồi. Đây, hiện tại có 3 con Terra ở đây. Và cho vào đây luôn anh em ơi. Tôi cần bông hoa. Không có cái nào cả. Không có cái nào luôn. Có lẽ là phía sau cơ. Rồi. 3 con đều không có bông hoa nào cả. Cũng không có cành cây nào cả. Đen nhở. Man. Cái gì đây? Chúng ta sẽ... Đâu nhỉ? Chúng ta có một cái thời trang qua này, đấy chưa? Có hình trái tim vì nó breeding quá nhiều rồi. Nên nó đủ khoảng 30 lần. Và bây giờ nó lên rồi đấy. Hôm qua breeding mãi mà không được ấy. Hôm nay đã breeding lên được luôn. Thêm một con trên này nữa này. Hai con Terra với nhau. Lại phải bán đi, suốt ngày phải bán xong rồi mua, xong rồi lại up lại các kiểu. Chưa được bất kỳ một cành cây nào, cũng chưa được bất kỳ một con cành cây với một cái bông hoa nào cả. 50 đồng này. Cho bên này anh em ơi. Không được. Tôi cần một cái thôi mà. Để nó đỡ đen đủi đã. Man. Ok. Rồi, mãi mà không lên, không được ta. Chưa bất kỳ một cái nào luôn. Đen nhở.
Hôm qua thì rõ ràng là rất là nhanh với cái nhiệm vụ này. Rebrid này, đấy. Ây chà chà, lâu rồi nha, mất thời gian đấy. Mình sẽ bán những con Terra đi luôn này, sell này, thêm con Terra nữa bán luôn. Bên này sẽ là một bé Terra nữa bán đi luôn. Ok, khá là mất thời gian đúng không? Terra đâu, chúng ta sẽ cần bông hoa kiểu này, kiểu gì sẽ có bông hoa rồi đấy. Mình nói mà sau bao nhiêu lần, bây giờ đầu sẽ dễ hơn đấy, dễ thở hơn rất là nhiều rồi đấy. Ê, hai bông hoa luôn, lúc cần cành cây chưa cành cây nào đúng không, nhưng mà lúc nó sẽ ra phát là hai ba cành cây luôn một lúc ấy. Đợi đi, cho cần phải xem là nó có phải hồi không. Mình xem buổi sáng ngày này chắc chắn nó phải hồi rồi, nhưng mà xem lại một lần nữa cho chắc bài. Có hai bông hoa đỡ đe đuổi rồi đấy, là chúng ta sẽ nhân 10 phần thưởng luôn đấy. Hai bông hoa này, breeding và hatching không cần phải hồi, rất là vui luôn. Bây giờ thì cho bao này vào đây, có khi lại được thêm hai bông hoa nữa thì sao, là hoàn thành xong hoa luôn này, xong rồi chỉ cần breeding nữa là xong. Thông thường là hoa nó sẽ rất là nhanh, biết đâu được đấy, hoa trước số 3 may mắn mà. Bông hoa không được, bông hoa thấy chưa, ui dồi ôi bông hoa này, ôi giật mình tưởng bông hoa không có cành cây nào luôn đấy. Ai chà chà, không có cây nào luôn, đùa nhau à, không có bất kỳ một cái cành cây nào anh em ạ. Điên đầu ở đây, rebrid này, hai Terra này, đợi tí đợi nó một chút vậy anh em ơi. Chưa được, đây rồi, có Terra rồi. Tôi cần 4 cành cây và một bông hoa thôi là xong. Bông hoa thì nhanh quá nhỉ, trong khi đó cành cây thì nó chậm vãi lều. Có khi được luôn này đấy, sồi ôi, đùa nhau. Bây giờ không cần ấy nữa rồi, bây giờ cần bây giờ cần breeding. Ui breeding từ nãy giờ còn chưa được bất kỳ một cái nào. Ô, bông hoa xong rồi đấy, chúng ta thì cách cái lá 11 một chút nữa thôi. Nào này, tập trung chơi thì kiểu gì chúng ta sẽ lên lá rất là nhanh. Bán. Bây giờ chỉ được bán thôi, sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đây rồi, cành cây đầu tiên, cành cây thứ hai. Một khi đã được cành cây rồi thì nó rất là nhanh anh em ạ. Cho chỉ cần làm trong khoảng 5 phút là xong mấy cái nhiệm vụ này. Breeding và hatching thì nó rất là đơn giản, rất là ít. Còn 5 ngày nữa sẽ kết thúc đúng không? 5 ngày nữa là chúng ta sẽ có thể lấy được hai con rồng Heric đấy. Bán đi này, một này, bán hết. Thật ra bán 3 con thì cũng được thôi. Có hai cành cây rồi, cần hai cành cây nữa là xong. Đơn giản như đan rổ. Nâng cấp lên thì nó sẽ tăng cái tốc độ breeding thôi, không điểm gì cả. Start breeding này, thêm một cái con nữa ở trên này, thêm một phát nữa, cố lên nào. Ok, quái là nhỉ. bán, bây giờ bán 3 con đi xong rồi cho vào đây, có lẽ sẽ được thêm một cành cây nữa, và phát sau thêm một cành cây nữa là đẹp. 3 này, bán đi này, cành cây đâu rồi, tôi cầm cành cây nữa. Không được, cần hai cành cây nữa đúng không? Không là chúng ta sẽ mất rất là nhiều game đấy. Tốt nhất là không nên dùng game làm gì cả, cứ breeding đi, kiểu gì sẽ được thôi. Ok, sắp đến lap 11 rồi anh em, còn 9 lap nữa cả, khó nhỉ. Mỗi ngày phải lên được 2 lap cơ, thì may ra là chúng ta sẽ lên được lap 20. Khó đấy, hơi bị khó chơi rồi nha. Cần hai cành cây anh em. Ôi không được à, ui không được rồi, bắt đầu thấy đen đủi rồi đấy. Hai cành cây cuối cùng mà nó không cho. Tiếp tục là bán những con Terra chúng ta đi phía dưới này,
Ok, đã xong. Ok, bán tiếp tục đi, lại phải bán. Cứ mua xong rồi bán. Cái này còn đỡ hơn rồi đấy, đỡ phải là phải bán những con ở bên dưới này, xong rồi lại hát trinh vào. Đây là còn nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, cành cây rồi. Thêm cành cây nữa nào. Ok, chẳng lẽ dùng game cho nhanh giờ. Mất thời gian quá, nhiệm vụ breeding này. Chúng ta phải mất khoảng 10 phút rồi đấy, cho cái nhiệm vụ heroic đấy mà vẫn chưa xong. Xem đúng 10 phút không. Ui, 15 phút rồi anh em ạ. Mất thời gian thật sự luôn nhờ. Không hề nhanh một chút nào luôn. Bán này. Có lẽ là cái nhiệm mấy cái chiến đấu cái thứ thì cho để lại đi. Còn một con nữa anh em. Oh man. Mình quyết tâm là không mất game chỗ này nhá. Đã đến cái mức này rồi, kiểu gì cũng sẽ được thôi. Nó không phải đợi một chút thôi anh em. Start breeding. Một phát nữa nào. Là sẽ được này. Start breeding. Tiếp tục. Bán mấy con này đi luôn. Một con. Hai con. Và con thứ ba. Cũng bán đi luôn. Cành cây của tôi đâu rồi? Ô, không có cành cây luôn. Mình hy vọng lần này sẽ được này. Rất là hy vọng lần này sẽ được luôn. Thằng nào cũng cố nốt cho chót mà. Rebreeze. Nào, chúng ta chờ xem nhé. Ok, rất là hồi hộp đây. Bán nốt một con nữa đi này. Rồi, một phát, hai phát. Ô, không được à? Ôi đấy rồi, giật hết cả mình. Và chúng ta sẽ lên được lab 11. Yes, và nhân 10 luôn. Sẽ là 1000 cục của ánh sáng. Yes, boy. Bây giờ phần thưởng của lab 12 chúng ta sẽ là Heroic of Chess. Cầu mong sẽ được cái High Purity này nữa này. Ngon. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ nhiệm vụ gì? Làm luôn anh em ơi. Lấy Gold và lấy Food. Lại là nhiệm vụ lấy thức ăn. Khó chịu nha. Lấy Gold thì rất là nhanh. Hai nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ không phải hồi rồi. Chắc chắn luôn với anh em là như vậy. Mình sẽ làm nhanh thôi. Mình sẽ đến cái nhiệm vụ mà nó phải chiến đấu với bọn quái vật thì sẽ dừng lại. Nhờ. Cho lên lab 11 rồi. Nhanh đấy, tốc độ. Rồi, 20 rồi đây. Còn chưa được một cái thức ăn nào cơ. Bó tay rồi. Bây giờ mất thời gian rồi đấy. Hơi mất thời gian rồi đấy. Nào, lấy thức ăn nào anh em. Nhanh. Nó có một cục thôi. Cái này đợi lâu lắm anh em ạ. Phải nói đợi rất là lâu luôn đấy. Chúng ta xem có cái gì mới không nhỉ? Quest thì đã làm xong này. Không có gì mới cả. Lewis Arena. Đánh nhiều quá rồi. Hơi chán rồi. Cái này thì lâu quá nhỉ? Thôi có lẽ thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em. Và hẹn lại anh em trong những tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.